một trong những nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay, phải kể đến là ngành xây dựng. Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhiều công trình được xây dựng phục vụ nhu cầu của con người. Ngành xây dựng luôn thiếu lao động nhân công trực tiếp tại công trường và thiết kế thi công bóc tách khối lượng công việc. Hãy cùng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên tìm hiểu ngành xây dựng dân dụng công nghiệp là gì và cơ hội việc làm dành cho những bạn trẻ theo đuổi ngành này ra sao nhé. Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ trung cấp là ngành chuyên về lĩnh vực thi công, tổ chức thi công các công trình xây dựng và dân dụng. Công trình xây dựng công nghiệp phục vụ đời sống của con người như nhà ở, nhà hàng khách sạn, nhà xưởng, bệnh viện, v.v. Người học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp có kiến thức về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như phân loại và sử dụng được các loại vật liệu thường dùng trong xây dựng, các kiến thức cơ bản về cấp nước và thoát nước trong nhà dân dụng, cấu tạo kiến trúc, chắc địa, kết cấu bê tông cốt thép, kỹ thuật thi công, tổ chức lao động sản xuất, dự toán xây dựng công trình. Ngoài ra, người học được trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm AutoCAD để thiết kế và đọc các bản vẽ trong xây dựng. Bên cạnh đó, người học cũng có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình và an toàn lao động, nắm vững được các giải pháp bảo vệ môi trường và quy định pháp luật trong xây dựng. Ngoài các kiến thức chuyên môn, người học còn được rèn luyện về những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc như tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo. Sau khi tốt nghiệp, người học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp sẽ có khả năng tự tổ chức tổ hoặc nhóm thợ thực hiện công việc của nghề xây dựng tương ứng với trình độ đào tạo. Thi công đào đất, đắp đất, hồ nề trộn bê tông, gia công, lắp dựng cốt thép, tham gia lắp dựng ván khuôn, sơn và bả matit. Lập được biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công cho các công trình xây dựng nhỏ và đơn giản. Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các loại vật liệu và xây dựng, báo cáo về công tác quy hoạch, xây dựng đô thị, giao thông. Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng tương ứng với trình độ đào tạo. Quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng và an toàn vệ sinh môi trường của công trình xây dựng tương ứng với trình độ đào tạo. Thực hiện được các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn cấp xã, phường, thị trấn. Với những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp nêu trên, người học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp do xây dựng là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn trên thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Và cơ hội việc làm cho ngành xây dựng ở nước ta hiện nay rất tiềm năng và đa dạng. Thêm vào đó, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên sẽ giới thiệu việc làm cho các bạn học sinh sau khi tốt nghiệp ngành này. Hy vọng với những thông tin hữu ích nêu trên sẽ giúp cho các bậc phụ huynh và học sinh có thể hiểu rõ về ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp cũng như cơ hội việc làm của ngành này. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, nơi chắp cánh những ước mơ.